Lần đầu tiên Hồng Vân đến với chương trình Bolero tại Sỏi Đá. Sở trường không phải Bolero, nhưng mà ngày hôm nay cũng gửi đến quý khách một sáng tác của nhạc sĩ Sông Trà qua ca khúc Cõi Nhớ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.